Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hạnh thông, tấn tài tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, đắc đạo chi mưu tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023, được hưởng phúc bề trên, đón nhiều vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, giàu sang hết phần thiên hạ, được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nam nữ mạng. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, mệnh thủy, đại khê thủy, nước khe lớn, khắc sơn hạ hỏa, con nhà hắc đế, phú quý, xương con mèo, tướng tinh con rơi, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Người tuổi Ất Mão được Phật hư không tạng Bồ Tát ban phúc, Phật đại thế chí Bồ Tát ban trí, Phật sự Như Lai hộ mệnh, Phật đại trí văn thủ sư lợi Bồ Tát bảo hộ. Người tuổi này thường có bệnh tiềm ẩn hoặc có tật nhỏ, số thọ, cho nên Ất Mão thọ từ 80 đến 95 tuổi trở lên. Ngoài ra, Ất Mão rất thông minh, hiểu biết và thành thạo nhiều nghề, nhưng tính không kiên nhẫn nên hay bỏ dở dang. Con giáp này có số phú quý, học hành thành đạt, tính người ôn hòa mềm mỏng, nhưng lại là người bản lĩnh, có lòng tin, kiên định để theo đuổi đến cùng mục tiêu của mình, tốt số thì làm quan, làm tướng. Trong 12 con giáp, đây là mệnh có tính cách dịu dàng nhất, những ai thuộc cung Ất Mão đều là người tinh tế, biết cảm thông, được biết đến như là người vì hòa bình. Họ ghét bạo lực và luôn hướng tới sự thanh bình. Đây là người khá khôn ngoan, có tài nhận thức về thế giới một cách bẩm sinh, ẩn chứa sự sâu sắc sáng suốt bên dưới vẻ ngoài vô tình lãnh đạm. Với óc sáng tạo phong phú và tầm nhìn hiểu biết cao, thì Ất Mão có thị hiếu vô cùng tinh tế, họ là người phong cách với óc thẩm mỹ và khiếu nghệ thuật cao. Ất Mão là một con người sống độc lập, tự thân lập nghiệp, không dựa dẫm và trông chờ vào bất kỳ ai. Chính vì thế cuộc đời họ dù gặp phải nhiều khó khăn vất vả, nhưng càng về sau sẽ công thành danh toại, ý chí, công sức đều được đền đáp xứng đáng. Tuy phải trải qua nhiều gian khổ, nhưng họ có đời sống tinh thần vô cùng phong phú, lạc quan yêu đời, Ất Mão rất tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn trong cuộc sống, bởi vậy họ thường gặp nhiều may mắn, hưởng thọ lâu dài từ 80 tuổi đến 95 tuổi. Ất Mão với tuổi Mộc mạng thủy tương sinh, cho nên cuộc sống trông tương đối thuận lợi, êm ấm, tài lộc đầy đủ. Số gặp bệnh phù chiếu mạng hay ốm đau, sức khỏe không được tốt, nếu có chút tiểu tập trong mình thì được trường thọ. Ất Mão là người thông minh lanh lợi, có giác quan thứ 6 nhạy bén, hiểu được ý người. Để thành công trong các ngành nghề thì cần có sự giao tiếp và cũng dễ thích ứng với hoàn cảnh. Xem luận giải tử vi Ất Mão, 3 tháng cuối năm 2023 này có thêm vài phần cát lành, tuy nhiên chưa đến độ rực rỡ. Thời gian này công việc của quý mệnh làm ăn đều đều, ổn định với những ai làm công ăn lương. May mắn có thêm chính quan với chính ấn cát tinh hỗ trợ, nên cũng giành được ít nhiều thành công hay sự thăng tiến. Có điều tất cả vẫn ở mức khiêm tốn, tiền bạc đủ tiêu pha trang trải cuộc sống chứ không được dữ dội quá nhiều. Nữ mệnh kiếm tiền tốt hơn nam mệnh, nhưng cũng khó tích lũy vì vướng bận nhiều mối lo, kinh doanh đầu tư nếu chuyển hướng khác sẽ có lợi hơn. Năm có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh, nên chuyện tình duyên khá cát lành, nhưng lưu ý, dấu hiệu phản tác dụng của đào hoa quá vượng, gia đạo sẽ có nhiều xáo trộn, chủ về mâu thuẫn, tình cảm do kẻ xấu phá hoại. Sức khỏe khá tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng và bạn cần chú ý vấn đề xe cộ đi lại nhé. Và sau đây sẽ là chi tiết phương diện cuộc sống của tuổi Ất Mão 1975 trong 3 tháng cuối năm như sau. Đầu tiên là về phương diện sự nghiệp. Trong 3 tháng cuối năm sẽ là năm bình ổn với người làm công ăn lương, công việc không có quá nhiều biến động, thời điểm vận khí lên đón nhận sự hỗ trợ của hai cát thần, chính ấn và chính quan. Quý mệnh có cơ hội khẳng định năng lực,
dễ thăng tiến về địa vị hoặc tăng trưởng nhẹ về mức lương. Hai cát tinh chủ về đào hoa là hàm chỉ và bách việt, không chỉ mang tới cho nhân duyên cát lành về chuyện tình cảm cá nhân, mà còn là chỉ báo cho thấy vận quý nhân vượng, lúc gặp khó khăn sẽ có người tương trợ, không lo đơn độc. Với người kinh doanh buôn bán hay đầu tư, nên thận trọng trong hợp tác làm ăn, dù được người lớn tuổi hơn giúp đỡ, nhưng vẫn có điểm báo tiểu nhân rình rập, khởi nghiệp cũng nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương, kẻo hao tổn. Về mặt tài lộc, nhìn chung tài lộc 3 tháng cuối năm 2023 của người tuổi Ất Mão ở mức bình thường, không biến động mạnh. Dù tài sản có tăng tiến so với năm ngoái, nhưng tiêu hao cũng nhiều trong cuộc sống, khó tích lũy, không được dư giả quá nhiều. Cục diện tương khắc với ngũ hành lưu niên khiến cho công cuộc kiếm tiền làm giàu có phần trục trặc vất vả chứ không suôn sẻ ngay từ đầu. Người làm công ăn lương vẫn duy trì một nguồn thu nhập như cũ, nửa cuối năm có thể tăng lương nhẹ. Người kinh doanh buôn bán thì dòng tiền luân chuyển đều, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Trong năm, không nên đầu tư quá nhiều tiền bạc vào một mối làm ăn, chủ về khó thu hồi được vốn liếng, nên chia chúng ra nhiều phần nhỏ, chuyển từ tiền mặt sang tích lũy của cải hoặc là đa dạng các hạng mục về đầu tư vật chất, hạn chế rủi ro. Tiếp theo là về tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tuổi Ất Mão 3 tháng cuối năm cho thấy, bách việt và hàm chỉ đều là những cát tinh chủ về đào hoa, sẽ mang tới hỷ tín cho Ất Mão, nam nữ đều dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Đặc biệt là nam mệnh được quý nhân xe duyên mai mối, phát triển được nhiều mối quan hệ cát lành, không những tốt cho tình cảm cá nhân và cả công việc cũng thêm phần thuận lợi. Với người đã có đôi có cặp, nên tận dụng thiên thời địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công rất cao. Tuy nhiên, với những ai đã kết hôn lâu, cẩn thận kẻo vướng đào hoa dữ, chủ về mâu thuẫn tình cảm do có kẻ thứ ba chen ngang phá hoại, nếu không tỉnh táo và bình tĩnh rất dễ chia ly. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của Ất Mão trong khoảng thời gian này khá tốt, quý mệnh không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng vì xung khắc với ngũ hành lưu niên mà hay ốm đau vặt vãnh là điều khó tránh. Ngoài ra, cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi xuất hành xa tránh gặp phải bất trắc hay tai nạn xe cộ. Trong các hoạt động hàng ngày, chú ý bị bong gân, té ngã, họa huyết quang. Nữ mệnh không nên kiêng khem quá mức, khiến cho cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi kéo dài, làm giảm chất lượng của cuộc sống. Cần chú ý hơn tới sức khỏe của người lớn tuổi trong nhà, cuối năm có tin buồn về tang chế. Và tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng, cũng như cẩm nang vượng vận trong tháng dành riêng cho tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Năm 2023 như sau. Đầu tiên là luận giải tử vi tuổi Ất Mão, tháng 10 âm lịch năm 2023. Có thể ban đầu khi bước vào bất cứ việc gì, quý mệnh cũng rất thơ ngây nghĩ rằng ai cũng tốt bụng và hiền lành. Thế nhưng, những va vấp trong quá trình làm việc khiến quý mệnh tỉnh mộng, hiểu rõ những rắc rối mà bản thân đang đối mặt. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy Ất Mão có xu hướng xử lý vấn đề bằng cảm xúc, thiếu đi lý trí, sự khôn ngoan cần thiết, nhưng nếu đủ chậm lại một chút, lắng nghe lời khuyên của mọi người thì sẽ hạn chế được rắc rối. Tháng mới con giáp Ất Mão khó tập trung vì có nhiều vướng bận hay để cảm xúc bị ảnh hưởng, nên thường gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc đúng hạn. Ất Mão là một người nhiệt thành nhưng lại có thói quen làm việc đa nhiệm và mong muốn hoàn thành tất cả các công việc cùng một lúc. Tuy nhiên, hãy nên dành sự nhiệt huyết và năng lượng của mình để tập trung hoàn thành một công việc, cụ thể là trước khi chuyển sang việc khác, để đảm bảo chất lượng công việc ở mức tốt nhất. Ất Mão cần lưu ý rằng, những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt lại có thể trở thành vấn đề rắc rối ở các ngày tiếp theo. Đây có thể là sự khác biệt hoàn toàn giữa thành công và thất bại. Trong nhiều tình huống, quý mệnh quyết định nhanh chóng, vội vàng mà không suy xét cẩn thận, với tính cách này khiến cho đôi lúc lỡ miệng, nói ra những lời không hay hoặc là tiết lộ bí mật của người khác. Vì vậy, hãy nên tập luyện sự bình tĩnh, suy nghĩ trước khi nói. Ất Mão luôn kiên trì theo đuổi với các kế hoạch của mình nên cũng có thể kiếm được chút tiền bạc trong tháng này. Nhưng để việc này không còn là ăn may thì quý mệnh nên rút kinh nghiệm từ thắng lợi nhỏ vừa qua để có được kế hoạch thể hiện bài bản hơn. Thế nhưng, ảnh hưởng của tiểu hao cũng cảnh báo là có khá nhiều khoản chi tiêu như sinh nhật, cưới xin, thăm hỏi người bệnh là những khoản khó tránh nên chúng cũng khiến cho quý mệnh tốn một khoản kha khá. Không những thế, có đôi khi do buồn mà Ất Mão lang thang mua sắm và tiêu tốn khá nhiều tiền, chỉ để cho bản thân cảm thấy vui và bớt căng thẳng. Xem ra thì cách này chỉ có tác dụng tạm thời,
nhưng lại tốn tiền. Nếu đang có ý định muốn khởi sự làm ăn, thì lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp. Lúc này bạn nên dành thời gian thêm để nghiên cứu đối thủ, tìm ra điểm nổi trội về sản phẩm của mình để có thể tập trung vào đó nhằm chiếm thị trường nhanh nhất. Nhìn chung là chớ vội chi quá nhiều tiền ngay lúc này nhé. Với sự xuất hiện của ngũ hành xung khắc khiến cho Ất Mão và một nửa của mình dễ xảy ra tranh cãi về một vấn đề nào đó. Thế nhưng nếu đối phương biết nhường nhịn thì căng thẳng sẽ nguôi nhanh thôi. Thực tế thời gian này quý mệnh khá nóng nảy nên chỉ có người ấy nhường mới mong êm mọi chuyện. Tháng này có cửu tử bay về phương Tây Nam, quý mệnh có thể phải đau đầu vì những vấn đề liên quan đến con cái trong nhà. Sự nóng nảy của quý mệnh có thể bị ảnh hưởng. Vấn đề sức khỏe của Ất Mão, sau thời gian chịu nhiều áp lực của cuộc sống thì quý mệnh nên tìm cách để hạn chế tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống của mình. Có thể tìm tới yoga hoặc thiền để cải thiện sức khỏe của mình, cả hai khía cạnh thân và tâm nhé. Quý mệnh cần lưu ý hạn chế việc sử dụng những đồ quá bổ béo gây rối loạn tiêu hóa. Về cẩm nang vượng vận trong tháng, quý nhân là tuổi Hợi, tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Dậu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn là màu xanh lá, màu vàng, con số phát tài là số 64 và số 78. Tiếp theo là tử vi tuổi Ất Mão, tháng 11 âm lịch 2023. Tuổi Ất Mão cho thấy, trong thời gian này, quý mệnh sẽ phải chịu nhiều vất vả, thiệt thòi, việc gì cũng đến tay. Nếu không tự mình làm việc thì lo lắng, không an tâm, có thể nói sẽ có không ít thách thức trong công việc chờ đón Ất Mão, nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để tạo ra sự đột phá, nhất là những ai làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn. Về phương diện sự nghiệp, có thể thấy rằng tháng này nhờ có thiên ấn nâng đỡ nên mọi thứ sẽ đâu vào đó, nhất là đối với những ai biết lên kế hoạch công việc thì phát huy được sự hiệu quả trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Người đang tìm kế kiếm công việc mới, được quý nhân phù trợ mà nhanh chóng tìm được công việc ưng ý. Người đang đương chức với hy vọng sẽ có được sự thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu quý mệnh là người nhanh nhẹn, thích học hỏi thì khả năng phát triển trong lĩnh vực của mình rất cao trong thời gian ngắn. Ảnh hưởng của dịch mã chủ về dịch chuyển, di chuyển nhiều, đòi hỏi quý mệnh phải nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, không thể ì ạch như trước đây. Bù lại, cuộc sống năng động giúp quý mệnh học hỏi được nhiều điều trong thời gian ngắn khi làm việc trong môi trường cạnh tranh lớn. Thì Ất Mão sẽ có một tháng hết sức sôi động, thi đua chẳng khiến Ất Mão phải bối rối, mà trái lại còn có tinh thần mạnh mẽ hơn. Vận trình tài lộc trong tháng mới, dự đoán có nhiều khởi sắc hơn trước từ khía cạnh thu nhập cho tới việc làm ăn, hay là làm thêm. Với người làm ăn kinh doanh thì có thu nhập ổn định, đều đặn, nhưng cũng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là Ất Mão nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm, kẻo bị vướng vào những cạm bẫy. Mà hãy nên chăm chỉ tích lũy, tiết kiệm để dành cho việc đầu tư thuận lợi sau này, không nên dùng tiền của mình đầu tư vào tháng này. Hơn nữa cũng phải xem khẩu vị rủi ro của mình đến đâu để biết là dành bao nhiêu phần trăm cho việc đầu tư mạo hiểm, bao nhiêu cho lựa chọn an toàn. Muốn giữ được tiền thì cũng nên hạn chế việc mua sắm tiêu xài hoang phí, nhất định không nên vì quá thích món đồ nào đó mà mua, bất chấp sự ngăn cản của người thân, vì sau đó sẽ cảm thấy hối hận. Tháng 11 âm này, bạn nhờ có ngũ hành tương sinh nên vận trình tình cảm diễn ra khá êm đềm, lịch trình của quý mệnh khá bận rộn. Nhưng may mắn có được là sự thấu hiểu của một nửa kia nên không có điều gì rắc rối xảy ra. Tuy nhiên trong các cuộc bài bạc, lấy ý kiến của mọi người, quý mệnh đừng cố chấp. Có thể do mệnh quá bệnh nên con giáp Ất Mão dễ giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Tuy nhiên, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều, họ nhường vì là họ quý trọng mối quan hệ giữa hai người, chứ không phải là vì họ sai. Những cặp đôi lúc này cũng rất biết cách để cân bằng lại cuộc sống. Nhiều người có thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình. Dù bận rộn, nhưng cũng sẽ sắp xếp công việc để tách biệt với cuộc sống riêng của mình. Về khía cạnh sức khỏe, tháng này Ất Mão dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, có thể thường xuyên mất ngủ, khiến tâm trí lơ mơ. Nhìn chung tháng này, quý mệnh cần phải cải thiện trí nhớ của mình, nếu không thì sẽ mắc phải những sai lầm trong học tập, công việc. Do một số những sai lệch về trí nhớ, nhắc nhở những ai đang có bệnh thì tập trung chữa trị đừng chủ quan. Ngoài ra, thường xuyên theo dõi cơ thể là có hiện tượng gì không để kịp thời thăm khám và điều trị. Nhị hắc nhập cung chính Bắc cảnh báo tình trạng sức khỏe đáng báo động, nhất là người già và trẻ nhỏ trong nhà. Hãy nên chú ý đến vấn đề ăn uống nghỉ ngơi, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay căn bệnh liên quan đến đường ruột và tiêu hóa. Về cẩm nang vượng vận trong tháng, quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Dậu, tuổi Tý, màu sắc may mắn là màu đen, màu hồng, con số phát tài
là số 54 và số 73. Cuối cùng là tử vi tháng 12 âm lịch 2023. Xem tử vi tuổi Ất Mão cho thấy, vận trình của con giáp này có nhiều điểm sáng, nguyệt lệnh trường sinh tháng mới. Báo hiệu Ất Mão sẽ đón nhận không ít những tin vui trong công việc và cả tài lộc, tha hồ đón Tết an vui. Công việc tiến triển thuận lợi, chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng được thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu vinh hoa phú quý. Đây là tháng mà Ất Mão khá vượng vận quý nhân, thường được hỗ trợ khá nhiều về tiền mặt, thông qua đó cũng có thể nâng cao giá trị của mình. Có nguyệt lệnh lâm đất trường sinh hỗ trợ, đây cũng là tháng rất thích hợp để ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch quan trọng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn khi vượng cát khí. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư xây dựng có thể mạnh dạn triển khai dự án mới, đều sẽ thành công tốt đẹp, nhưng nên nhớ làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể. Thời điểm trước Tết hãy đặt nền móng chắc chắn để chuẩn bị cho kế hoạch chính khi ra Tết, đừng vội vàng tiến hành một cách mù quáng kẻo nhận lấy thất bại. Thêm sự hậu thuẫn của sao tả phù, nếu có cơ hội được tham gia những cuộc hội họp, hội thảo hoặc công tác, quý mệnh nên nhiệt tình nhận nhiệm vụ, bởi đó sẽ là môi trường để gặp gỡ người giàu kinh nghiệm trong chuyên môn và được học hỏi, chỉ dẫn nhiều những kinh nghiệm quý giá. Không thể không nhắc tới khả năng hòa hợp với mọi người của Ất Mão trong tháng này, vận khí lên cao giúp cho quý mệnh xây dựng những mối quan hệ hài hòa tốt đẹp ở trong mọi chức vụ, mọi hoàn cảnh. Đây là thời điểm thích hợp để tăng cường giao tiếp, mở rộng mạng lưới sẽ rất có lợi cho công việc về sau. Tuy nhiên, bên cạnh những cát tinh kể trong tháng này, còn có sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh, nhắc nhở quý mệnh làm gì cũng phải nhìn trước, nhìn sau cẩn thận, chỉ sai sót nhỏ cũng có thể trở thành cái cớ của tiểu nhân, sẽ gây bất lợi, có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng hận thù, hoặc là kẻ tiếp cận chỉ để lợi dụng dựa hơi vì muốn chiếm đoạt được thứ gì đó từ quý mệnh. Chính những đối tượng này là rào cản không nhỏ trên con đường tiến thân, chớ nên chủ quan. Nhìn chung trong tháng chạp, quý mệnh làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu vinh hoa phú quý. Không chỉ công việc mà tài lộc của Ất Mão cũng nhận được sự che chở của nguyệt lệnh lâm trường sinh, nên khởi sắc rực rỡ là điều đương nhiên. Đây là tháng cận Tết nên thu nhập tăng tiến nhanh chóng từ nhiều nguồn, sẽ giúp cho tâm trạng của con giáp này vô cùng hân hoan. Với người làm công ăn lương thì sẽ đạt được thành công trong công việc, nhờ thế mà mức đãi ngộ cũng cao hơn, cuối năm là lúc mà tiền lương, tiền thưởng được trao. Tài vận tăng tiến là điều cũng không quá bất ngờ, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì thù lao nhận về sẽ vô cùng xứng đáng. Nếu có thời gian rảnh thì nên giúp đỡ mọi người, các mối quan hệ xã giao cũng nhờ vậy mà cải thiện trông thấy, quý mệnh sẽ không còn cần phải đau đầu xử lý những rắc rối thị phi không đâu. Người làm ăn kinh doanh cần nắm bắt cơ hội để hốt vàng, hốt bạc. Ở thời điểm Tết đã đến rất gần này, thị trường đang rất sôi động, quý mệnh có thể sẽ có một tháng tất bật với hàng Tết. Hàng hóa lưu thông tốt, đồng thời sức cạnh tranh tăng cao. Điều này đòi hỏi phải có sự nhạy bén và tinh anh để tìm ra hướng đi phù hợp. Tháng này sẽ mở ra nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác đầu tư. Dù vậy quý mệnh cũng cần phải hết sức thận trọng nhé, kẻo va chạm với tiểu nhân ganh ghét. Về vấn đề hồn hạp làm ăn thì bạn nên chú ý trong khâu chọn người, đừng quên hung tinh thiên cẩu vẫn rình rập, có thể gây hại bất cứ lúc nào, mua sắm trong dịp Tết nên có chừng mực để tránh tình trạng lạm chi. Chuyện tình cảm của Ất Mão trong tháng chạp có thể coi là hài hòa ổn định, tình yêu của các cặp đôi đang đi vào giai đoạn đẹp nhất trong năm. Những trải nghiệm ngọt ngào sẽ khiến cho đôi trái tim xích lại gần nhau hơn, đời sống tình cảm vợ chồng không có vấn đề nào phải lo lắng, trong ấm ngoài êm. Tuy đôi lúc vẫn có cãi vã xảy ra, nhưng đôi bên nhanh chóng làm lành vì không muốn ảnh hưởng đến hòa khí gia đình ở thời điểm năm hết Tết đến. Người độc thân vẫn có một vài cơ hội đào hoa, nhưng vẫn cần phải nỗ lực hơn mới có thể thay đổi tình trạng hiện tại. Còn nếu vẫn bị động như cũ, thì có thể năm nay vẫn là một cái Tết cô đơn nữa. Với những ai có vết thương trong lòng vì quá khứ, hãy mạnh dạn buông bỏ hết tất cả và mở rộng trái tim đón nhận tình yêu mới. Có như vậy thì mới sớm tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Tình hình sức khỏe khá ổn định, hầu như không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng. Cuối năm vì công việc bận rộn, cuốn quý mệnh đi thường xuyên, bỏ bê chăm sóc cơ thể, tình trạng này kéo dài có thể dẫn tới lao lực và đổ bệnh bất chợt. Quý mệnh nên lưu ý vấn đề này để có thể đủ sức khỏe đón Tết an vui. Bên cạnh đó, cũng cần phải đề phòng hung tinh thiên cẩu gây họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ. Việc ăn uống cần đảm bảo an toàn dinh dưỡng đủ đầy, hạn chế ăn hàng quán không đảm bảo vệ sinh, có thể bị ngộ độc. Về cẩm nang vượng vận trong tháng, quý nhân là tuổi Hợi, tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Dậu, tuổi Tý, màu sắc may mắn là màu xanh da trời,
màu trắng, con số phát tài là số 94 và số 85. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, vận may là những thứ tốt đẹp đến cuộc sống của con người mà ta không hiểu tại sao lại có được, nó đến với ta một cách bất ngờ. Không báo trước, nhưng luôn để lại một món quà cho ta hay mọi người xung quanh, đó là điều ai ai cũng mơ ước, nhưng không phải ai cũng có được. Trong đời người, có 5 vận may lớn, đó là gặp người thầy giỏi, kết bạn tốt, lấy được người tốt, nghe lời người có ích và nắm bắt cơ hội tốt. Bạn đã gặp được bao nhiêu trong những điều này? Vận may đầu tiên, gặp được người thầy giỏi. Người xưa nói, đắc ngộ lương sư, tam sinh hữu hạnh, có nghĩa là gặp thầy giỏi là phước đức ba đời. Nếu bạn có một người thầy giỏi dạy dỗ, giống như cuộc đời chúng ta có một ngọn đèn soi sáng, điều này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi mê mờ và tìm ra phương hướng đúng đắn để bước đi. Trong sư thuyết của Hàn Dụ có câu, sư giả, sở dĩ truyền đạo thụ, nghiệp giải hoặc giã. Có nghĩa là người thầy là người truyền đạo, truyền nghề và hóa giải những điều còn mê hoặc cho chúng ta. Cũng có cổ huấn viết rằng, người thầy có thể chia làm 3 cấp bậc, thượng sĩ dạy đạo, trung sĩ dạy đức và hạ sĩ dạy thuật. Khi bạn gặp một bậc minh sư, bạn có thể không còn e ngại gì mà cứ thế học theo, không phải đi đường vòng. Vận may thứ hai, gặp được bạn tốt. Tục ngữ có câu, quen biết 100 người không bằng một người tri kỷ, một người bạn tốt thực sự, chính là người có thể tâm đầu ý hợp với bạn, họ sẽ âm thầm hỗ trợ bạn. Khi bạn thất vọng và hết lòng giúp đỡ bạn, khi bạn chán nản, ngay cả khi sức cùng lực kiệt, thì họ cũng không bao giờ rời xa bạn, mà sẽ luôn ở bên bạn. Cả hai có thể cùng nhau tương giao, cùng nhau bồi dưỡng, cùng nhau thành tựu là điều may mắn lớn nhất trên con đường nhân sinh của mỗi người. Một người bạn tốt là người thấu hiểu bạn, giúp đỡ bạn và cứu bạn quãng đời còn lại. Bạn sẽ có tri âm tri kỷ để đồng hành, nó sẽ bất chi bất giác biến đổi cuộc đời của bạn theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Vận may thứ ba, nắm bắt được cơ hội tốt. Trong cuộc đời, mỗi người sẽ gặp được vô số cơ hội, có cái không quan trọng và có cái lại rất quan trọng. Việc nắm bắt được hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của một người. Đại bàng thường mượn sức gió trong những cơn bão để bay vút lên trời cao. Chỉ bằng cách nắm bắt cơ hội, người ta mới có thể giống như đại bàng cưỡi gió, vượt sóng và bay thẳng lên mây xanh. Trên con đường nhân sinh, bạn sẽ gặp rất nhiều thử thách. Những vận may lớn này sẽ giúp bạn vượt qua tất cả. Vận may thứ tư, lấy được người tốt. Có câu nói rằng, vật báu dễ kiếm, người tốt để lấy thì khó tìm. Nếu bạn gặp được một nửa kia tốt, người ấy sẽ cùng bạn đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống. Trong tình yêu, cả hai sẽ đồng hành cùng nhau, đi cùng nhau và giúp nhau trở thành con người tốt hơn. Trên đời, khi bạn có thể đồng hành cùng một người tốt, thì bạn sẽ gặp may mắn và phước lành cả đời. May mắn nhất trên đời này là gặp đúng người vào đúng thời điểm. Khi nắm tay một người, từ thanh xuân đến lúc bạc đầu, cùng sống trong một mái ấm, mỗi ngày cùng nhau ăn 3 bữa cơm và cùng nhau trải qua 4 mùa, cuộc sống đơn giản như vậy là đủ an định một đời. Vận may thứ năm, nghe được lời nói có ích. Mọi người thường nói, nghe lời người khôn ngoan còn hơn 10 năm đọc sách. Trong cuộc sống, sẽ luôn có những khó khăn, bạn không thể vì nghĩ không thông mà đi vào chỗ bế tắc. Đôi khi chỉ cần một lời nói có ích, sẽ khiến bạn cảm thấy vỡ ra và sáng tỏ thông suốt. Từ đó, những rắc rối cũng được giải quyết dễ dàng và cuộc sống sẽ trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Nghe lời nói có ích sẽ làm bạn tăng thêm trí tuệ, mở rộng tầm nhìn, mở rộng những khuôn mẫu sẵn có trong tư duy. Nó sẽ giúp bạn cải thiện bản thân, cũng là cách đơn giản và hiệu quả nhất để bạn gặt hái được thành công. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.